Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay điện máy Tuấn Anh sẽ giới thiệu các bạn một bộ phun xịt thuốc sâu chạy bằng động cơ và chúng tôi lắp thẳng bằng động cơ xịt, động cơ Hyundai luôn. Đấy. Hyundai HGM60 loại động cơ rất là xịn. Đấy, các bạn có thể tra trên mạng để biết được mức độ của nó. Và nó lắp một cái đầu để phun thuốc này. Đầu này có tên mã là con ong vàng. Con ong vàng. Đây, nó sẽ có cái hộp đây. Đây là lần đầu tiên có một bên công ty mà sản xuất ra chiếc đầu phun chuyên để mà chúng ta phun thuốc trừ sâu. Đây, các bạn nhìn vào đây. Máy phun thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật. COV26LTH. Đấy. Đây nghĩa là con này là sản xuất ra để chúng ta chuyên phun thuốc trừ sâu này. Và để mà xem là nó có những cái gì nổi bật để mà sản xuất ra để chuyên phun trừ sâu thì đây nó có ghi rõ ở trên này, đây rồi tôi sẽ đọc cho các bạn đọc cho. Nó sản xuất bằng bu lông thép không gỉ này, pít tông dày này, pít tông theo như nhà máy báo là cái pít tông của cái máy này dày phải gấp rưỡi các cái pít tông bình thường để mà chống việc bị ăn mòn. Dây hút xả gân trong này tốt này, có đầu nối bằng đồng, đầu bơm này, chân đế làm rất dày và nặng này, bộ chỉnh áp này, bộ chỉnh áp mới này, van sứ, bộ chỉnh áp van sứ này, thao tác thực hiện thuận tiện, không chống quá áp, nút mỡ bò bằng đồng thau, đây nút mỡ bò của nó đây là bằng đồng thau, đấy, đây nút mỡ bò của nó, đó là bằng đồng thau, đấy. Công dụng vệ sinh xịt rửa sàn nhà này, rửa xe máy này, vệ sinh chuồng trại, phun thuốc xịt trừ sâu tưới cây, đấy. Nói chung đây là một con máy để mà làm ra để mà chúng ta có thể phun được thuốc trừ sâu làm bít tông dày gấp rưỡi bình thường để mà nó sẽ không bị ăn mòn, nó hóa học khi mà chúng ta dùng cái bộ đệm này ở ngoài này, nó làm rất là đẹp, rất là chắc chắn để chống khi mà chúng ta áp cao quá này không có thể chống hay bị bục xung quanh này. Màu xanh rêu rất là đẹp các bạn thấy đây. Một bộ này mà để mà về chúng ta phun sau để cực kỳ bền. Tôi sẽ đi qua thông số của cái đầu bơm này trước này. Thì đầu bơm này sẽ có một cái thông số là 1 HP. Thông số đó là 1 HP. Lưu lượng nước sẽ là tầm 15 đến 22 lít trên 1 phút. Tốc độ quay áp của nó là 15 đến 40 kg trên cm² này. Và cái tốc độ quay là từ 800 đến 1000 vòng trên phút. Đấy, đây là các tốc độ của nó. Con ong vàng này, còn đang sai động cơ Hyundai này. Thì có động cơ Hyundai này là HGE 160. Đấy, nó có công suất là 5,5 HP. 5,5 HP thì kéo là một ngựa là kéo là thoải mái rồi. Đấy, động cơ rất là xịn nha. Nó có dòng đây trên nắp xăng này, anh vào đây trên nắp của mình xăng nha, sẽ có dập in dập nổi luôn. Đấy, dập nổi luôn chữ Hyundai trên nắp xăng bằng sắt luôn. Đấy, cái hàng của nó thương hiệu rất là xịn. Thì cái nguyên cái bộ này thì chúng tôi sẽ bảo hành cả động cơ này, cả đầu này, bảo hành trong 1 năm để cho quý vị. Còn khi mà chúng tôi mua thì nó sẽ có đi kèm theo là một cuộn dây. Khi mà đi kèm thì sẽ kèm cuộn dây cá sấu 15m này, kèm một cuộn dây cá sấu 15m và kèm một cái bếp phun. Bếp phun này chúng ta để phun tỏa, phun đấy để vừa phun thuốc trừ sâu tỏa ra hoặc là phun xa để mà phun thẳng để mà chúng ta để rửa xe, rửa sân nhà, xịt rửa vườn tường rất là tiện lợi. Đấy, đây là một bộ của nó đầy đủ đi kèm. Tất nhiên là sẽ có các cả các cái phụ kiện như hút nước cũng biết ở trong đây nữa. Đấy, phớt, sơ cua dự phòng là đều có đủ cả. Đấy, là nó đã đi theo cái đầu máy rồi nên quý vị không phải lo. Về là chúng ta chỉ việc sẵn đổ xăng đổ nhớt và là chúng ta chạy thôi. Đấy. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin gì thì hãy gọi điện đến số máy ở trên màn hình hoặc kích ở phần mô tả và trang web của chúng tôi thì sẽ có đầy đủ các thông tin chi tiết ở trên web và bạn có thể đặt thẳng hàng ở trên web luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.